trong gia đình làm hầu thiên hạ, luôn tha hương đi muôn phương làm việc trong nhà. Cơ duyên đưa chúng tôi đến với một nơi xa lạ, nơi có nàng yêu thương là ngọc cành vàng. Thân tôi mang kiếp phu không được lại gần bên nàng, nhưng đôi đua mốc meo vẫn mơ được trời mẫm vàng. Em thương tôi trái ngang giống cha mẹ gọi tôi chàng, đắng cay mối tình hầu tôi tiêu thư đại ca. Nàng có hay biết rằng này cha mẹ nàng biết chúng ta cảm mến nhau lâu rồi, liệu có thứ tha sợ đớn đau cho nàng nên ta đành nhận rõ chính ta, không biết thân phận kiếp phu dám mơ trái ngang dấu chân.